Chào mừng các bạn đến với kênh Villa của mình. Hôm nay các bạn có thể đi bơi với mình. Hôm nay mình có một người đang bận quần áo mùa đông và có một người sẽ đi bơi. Mình đang đi bộ đến một hồ và sẽ thử thách đi bơi trong nước lạnh. Hôm nay mình đã đạp xe đạp xung quanh cây hồ này. Bây giờ tối giờ để đi bơi. Căn nhà của mình có một hồ lớn. Vào mùa đông, hồ này đóng băng. Bây giờ băng đã tan rồi. Mình phải hạn chế tiếp xúc và mình may mắn là không có nhiều người ở đây. Bữa nay là ngày ấm đầu tiên, nhưng nước trong hồ vẫn còn rất lạnh. Mình sẽ thử tắt đi bơi. Ok mọi người, mình hy vọng mình có thể nhúng nguyên người trong nước lạnh. Bạn có nghĩ mình có thể không? Đầu tiên mình sẽ nhúng bàn chân trong nước trước. Lạnh quá. Không cần phải đeo khẩu trang tại vì hôm mai sẽ đi bơi với mình. Đau quá. Đau bàn chân. Nước này lạnh hơn mình đã nghĩ mọi người. Đau bàn chân quá. Hèn gì không có ai đi bơi. Cho một chút. Không. Mình biết bàn chân là đau nhất. Chắc bạn có nghĩ mình có thể đi bơi trong nước thật lạnh không? Mình sẽ cố gắng lên. Đây là lần thứ ba mình cố gắng nhúng. Và bàn chân đau lắm. Mình phải quay lại. Trời ơi. Nhưng mình nói mình sẽ đi bơi. Bây giờ mình phải mình sẽ không bỏ cuộc. Bây giờ mình là người duy nhất đang cố gắng đi bơi. Tại sao mình nói mình sẽ đi bơi? Trời ơi. Lần này mình nhúng nguyên chân trong nước mọi người. Mình nghĩ mình có thể đi bơi thiệt. Lúc đầu mình phải được nghỉ một chút. Chỗ này hồ cạn, mình có nhúng nguyên người. Mình sẽ thử tí trong hồ ở đây để coi nếu dễ hơn. Ở đây tốt hơn để đi bơi tại vì hồ sâu hơn. Nước này lạnh quá trời nước. Mình đang chuẩn bị mọi người. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Đau quá. Mọi người ơi, nước này lạnh thiệt. Mình đã hoàn thành thử thách rồi. Bây giờ mình phải lên bờ nhanh thôi. Cảm ơn mọi người đi bơi với mình. Hẹn gặp các bạn.
sao?